Xin chào quý khách. Đây là tư liệu của động cơ điện PAMA GL3 pha chuyên xuất khẩu châu Âu. Động cơ này có ưu điểm là hộp cực quay được 360 độ. Bên trái, ở giữa và bên phải. Với động cơ 4kW, 5 ngựa, 5 HP, tốc độ 2.900 vòng một phút. Có mã sản phẩm là 112. Ở đây, tâm nội đế ngang trục ký hiệu là A bằng 190mm, chính là khoảng cách từ tâm nội đế bên này sang tâm nội đế bên này. Tâm nội đế dọc trục ký hiệu là B bằng 140mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Đường kính trục D bằng 28mm. Đường kính ngoài mặt bích P bằng 250mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Tương tự như vậy, quý vị có thể xem bất kỳ thông số nào mà mình muốn. Ví dụ như chiều dài trục bằng 60, tổng chiều dài thân bằng 400. Xin cảm ơn.